mình. Đây là một con rừng của Onyx Air mà chúng tôi tự sản xuất và tự đi các vùng, các cánh rừng để lấy hoa, lấy mật, cũng như là sau đó là về sẽ chế biến để bảo quản chẳng hạn, thì phần của mật ong sẽ bảo quản lâu hơn và không có cảm ơn anh Toàn. Khi mà nhìn thấy cái mật ong mà nghe anh nói về mật ong hoa rừng thì thực sự là tôi có một cái cảm giác vô cùng yên tâm, bởi vì với cái cây, cái công việc của tôi được liên tục nói, đặc biệt nữa đó là cần phải có một cái sức khỏe, và hơn thế nữa là còn có những cái này gọi là thực phẩm bổ sung để giúp ta duy trì sức khỏe, thì cái mật ong là một trong những sản vật của Việt Nam. Mật ong một trong những cái sản vật mà giúp cho chúng ta đảm bảo được nguồn dinh dưỡng, giúp ta duy trì được cổ họng, và hơn thế nữa là tăng sức đề kháng. Nên là mại mật ong rừng thế này càng tuyệt vời, bởi vì bình thường nó sẽ là mật ong của các hoa ở khu vực nông thôn hoặc là khu vực rừng mình trồng, gọi là vườn mình trồng. Nhưng mà khi mật ong rừng thì đây là một cái tất cả hoa rừng đã tự nhiên rồi, và cái sức đề kháng của mật ong rừng nó khác biệt so với thông thường. Nên là nếu mà anh chị đang có cái cơ hội mà làm muốn tăng sức khỏe, tăng sức đề kháng thì nên làm anh Toàn nhá, mật ong rừng nhá. Tuyệt vời, cảm ơn giám đốc.